bowl of pho will make me happy. Andrew Bourdain. Sao lại nó lấy Tuấn nó làm gì nó mới bỏ lên như người ta mới thấy ngon. Không mà Tuấn xiên lắm nha. Xiên đi ăn xong thì ngồi đi chụp hình này nọ. Mai mốt đứa con gái của nó thì chắc dễ thương lắm á. Phở gà, lòng chín non. Mình đã ăn rồi, cho em là không ăn gì hết. Bon appétit. Good job.